các bạn thân mến, tôi mới nhận được cuốn sách Dọc Đường của nhà văn Nguyên Ngọc. Từ một người không quen biết, chúng tôi chỉ biết nhau trong làng Facebook. Anh là Linh Bá, quê ở Vụ Bản, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Khoa Hóa, yêu văn chương, thích đọc sách, và anh đã xem Tiếng Vọng. Từ đó anh gửi cho tôi cuốn Dọc Đường của nhà văn Nguyên Ngọc. Cuốn sách này xuất bản đầu năm 2022. Nguyên Ngọc chúng ta biết rồi, ông nổi tiếng với Rừng Xà Nu, với Đất Nước Đứng Lên, nhiều lắm. Nhưng hôm nay nhận được cuốn sách này thì tôi thật thấy ngỡ ngàng khi từng trang con người này đã thể hiện được một cái trí tuệ thật là mẫn tiệp. Từng dòng viết của ông thấm đẫm tình người. Tôi chọn mẩu chuyện đầu tiết, một cái gọi là không phải là mẩu chuyện, nó gọi là một cái tiểu luận thì đúng hơn. Đỉnh cao nghệ thuật. Năm 1979 tôi được điều về làm một việc ở Hội Nhà văn Việt Nam. Đâu khoảng nửa tháng thì anh Trần Độ bấy giờ phụ trách văn hóa văn nghệ ở Trung ương nhắn tôi sang chơi. Và trong buổi nói chuyện hôm đó, anh hỏi những dự định của tôi khi về hội. Tôi hăng hái trình bày với anh những kế hoạch lớn nhỏ của tôi và nói nếu chúng tôi làm tốt được những công việc đó thật giỏi thì trong khoảng 10 năm, không thì khoảng 20 năm, hy vọng sẽ nâng được tình hình chung trong những người cầm bút chúng ta lên một bình diện mới, và từ đó tạo ra được một hay vài đỉnh cao mới trong văn học. Anh Độ im lặng hồi lâu rồi bảo mình tán thành tất cả các kế hoạch của cậu, đúng cả và rất hay. Nhưng có lẽ có điều này cậu ạ, cậu nghĩ thử xem có đúng không nhé. Hình như trong văn học và nghệ thuật nói chung, xưa nay và ở đâu cũng vậy, muốn có đỉnh cao mới thì phải có trường phái mới. Bởi vì đỉnh cao tức là đã chuyển sang một cái gì đó rất mới, rất khác rồi. Một cái gì đó vừa là nối tiếp, tất nhiên vừa là khác đi về cơ bản, là cái chưa từng có. Có thể toàn bộ vấn đề của chúng ta bây giờ là ở đấy, tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho trường phái mới có thể nảy sinh và khẳng định. Nếu Hội Nhà văn làm được điều đó thì là công lớn đấy, còn không thì mọi sự cũng sẽ yên ổn thôi. Yên ổn lang nhang và kéo dài mãi mãi. Yên ổn như thể thế cũng chẳng làm gì, nhạt thích vô vị. Quả thật, tôi thực sự kinh ngạc vì những lời nói bất ngờ của anh. Tôi quen anh đã lâu, biết anh là một vị tướng tài, sông sáo, nam chinh bắc chiến đã nhiều, tính tình giản dị, chân thành, nhân hậu, gần gũi anh em, rất yêu văn nghệ, nhưng chắc cũng thế thôi, cũng không thoát được bao nhiêu cái chất võ biển của một người cầm súng đã gần như suốt đời. Vậy mà, rất ngắn gọn, xúc tích đến là anh đã nói với tôi một điều sâu xa về những chân lý trong đời sống văn học nghệ thuật ở ta. Thật khó có người hiểu và nói được như anh. Gọn gàng vậy mà sâu sắc vậy, vừa là quy luật lâu dài của nghệ thuật, lại vừa nóng hổi tính thời sự rõ ràng trong đời sống văn học nghệ thuật. Có lẽ không chỉ trong văn học nghệ thuật đang thật sự đặt ra vấn đề lớn và kinh tế mà người ta gọi là chuyển giao thế hệ. Tôi thân với anh Độ từ đó, một người bạn lớn, một người thầy, một trong những con người hiếm hoi dễ tìm được giữa cuộc đời này. Có lẽ vì vô cùng trong sáng lên lại tiếp cận được những chân lý sâu xa và khó khăn, cực kỳ tinh tế, thậm chí bằng con đường có chút gì cứ như là bản năng hay là tích lũy lâu dài, hoặc cả hai. Tiếc thay, Chính sự trong sáng quá ấy khiến anh gặp không ít rắc rối, và những ý kiến độc đáo đặc sắc của anh trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ không được chú ý, nhiều khi còn bị gạt đi một cách phũ phàng. Chuyển giao thế hệ trong văn học nghệ thuật, và hẳn không chỉ trong văn học nghệ thuật, là một yêu cầu có thực của cuộc sống, là quy luật tiến hóa đòi hỏi tất yếu của đời sống phát triển. Nhưng không phải cứ đời sống phát triển, tình thế thay đổi thì tất sẽ có chuyển giao. Chuyển giao không phải là một bước điệm tiến, mà là một bứt rứt, một nhảy vọt, một phát triển bằng phủ định, thậm chí phủ định quyết liệt, nhiều khi cả hỗn hào. Sự đời là như vậy, cái mới không thể ra đời nếu nó không nặng lời với cái cũ, cả bất công và mắng mỏ nữa kia. Bởi là cái mầm còn quá non, nếu không sấn sồ thì nó sẽ bị cái cũ bao giờ cũng mạnh và đầy quyền uy lấn át, đến chết vẫn đầy quyền uy, càng nhiều quyền uy trấn áp tiêu diệt bằng số đông. Cái mới bao giờ cũng lẻ loi, thiểu số và chập chững nữa. Đứa bé là tương lai nhưng lại rất mong manh, nó phải to mồm để giành quyền ra đời và tồn tại. Có hôm tôi kể với anh Độ lời tuyên bố kỳ lạ, bất hủ của Rimbaud: phải tuyệt đối hiện đại. Vâng, ở đây có một dòng tiếng Pháp nữa. Phải hiện đại với bất cứ giá nào. Ông ấy nói thật thế à? Anh như reo lên. Nghĩa là phải tuyệt đối. Có trường phái mới. Rồi anh hạ giọng như tâm sự: mình nói điều này nhé, cậu ở hội cậu phải rất chú ý, sắp đến anh em sẽ không ít đứa nó hỗn đấy. Mà như thế mới tốt, phải giữ cho anh em, phải bảo vệ cho họ, bởi không thế họ không thay đổi được đâu. Không phải họ hỗn với người lớn đâu, họ hỗn với cái cũ đấy. Thế là tốt chứ. Và họ sẽ vấp ngã nữa, 5 lần 7 lượt, thậm chí hàng trăm bận. Phải cho họ cái quyền được sai lầm và vấp ngã, thì rồi trường phái mới ra đời được. Cũng nên nhớ rằng trong trường phái mới nào ra đời cũng đều hay, đều đúng ngay được. Sẽ có cái giỏm, cái dở, cái giả, cái sẽ chết non chết yểu, sẽ hết sức khó phân biệt. Nên đừng vội vã dập đi, sợ nó giỏm, nó dở, nó giả mà tiệt nó ngay từ đầu thì lấy đâu ra cái hay, cái giỏi, cái thật, cái sẽ sống và cái làm lên tương lai. Có thần thánh nào mà phân được ngay được cái giỏm với thật đâu. Nghĩa là tóm lại, phải dành một khoảng tự do rộng nhất trong sự tìm tòi, sục sạo, phá phách. Trong 100.000 những thứ ngổn ngang đó sẽ có một cái sống được, trở thành trường phái mới, thống lĩnh thời kỳ mới, chiếm lĩnh tương lai. Anh không nâng niu được cái chưa hoàn toàn hình thành ấy thì anh là người lãnh đạo vứt đi. Anh Trần Độ mất đã mấy năm nay. Trường phái mới trong văn học nghệ thuật đã ra đời chưa? Đã có chuyển giao thế hệ chưa? Chắc khó trả lời rằng đã có. Hình như đang yên ổn quá. Sự yên ổn anh từng rất lo. Tôi biết có hàng trăm hay hàng nghìn anh chị em trẻ đang trằn trọc tìm kiếm, vừa ồn ào vừa lại là trong bóng tối, bởi họ đang ở thế bên lề, phi chính thống, bị coi thường, bị khinh rẻ, chế giễu, cả đàn áp nữa. Đôi khi họ phi chính thống cũng phải thôi, bởi nếu chính thống thì họ là cũ rích rồi. Từ hàng trăm nghìn ngổn ngang lộn xộn đó, thật may ra một trường phái mới sẽ ra đời, chiến thắng thống lĩnh, và lúc đó mới thật sự có chuyển giao. Chỉ mong sao chấm dứt được sự yên ổn nhạt nhẽo đang kéo dài bây giờ. Lãnh đạo như anh Trần Độ Hằng tin là dám đứng về phía cái còn ở trong bóng tối, một sự dũng cảm không dễ chút nào. Tháng 7 năm 2008, các bạn thấy thế nào? Tôi thì quả thật rất thú vị với tâm sự của nhà văn Nguyên Ngọc, và chúng ta thông qua kênh của ông có vọng lại hình ảnh, vọng lại tiếng nói của tướng Trần Độ mà tôi tin rằng rất nhiều người yêu quý.